Tờ Financial Times đưa tin hôm thứ Ba, trích dẫn nhiều nguồn tin giấu tên, cho rằng cựu Ngoại trưởng Trung Quốc Tần Cương ngoại tình với một người dẫn chương trình truyền hình nổi tiếng và cùng nhau có một đứa con thông qua dịch vụ sinh hộ, qua đó cung cấp thêm thông tin về những bí ẩn xung quanh vụ mất tích và cách chức không rõ nguyên nhân đối với ông Tần. Financial Times trích dẫn 6 người thân cận với phó và giới làm chính sách đối ngoại của Trung Quốc cho rằng Phó Hiểu Điền, 40 tuổi, cựu người dẫn chương trình trò chuyện hàng đầu trên đài truyền hình Phượng Hoàng của Trung Quốc có trụ sở tại Hồng Kông, đã có mối quan hệ tình ái với Tần, 57 tuổi. Phó có một đứa con vào năm ngoái với sự giúp đỡ của một người sinh hộ ở Mỹ, nhưng danh tính của người cha không được tiết lộ. Hai người biết Phó nói với CNN rằng họ nghe nói từ những người bạn chung rằng cô có một đứa con nhờ mang thai hộ ở Mỹ, mặc dù họ không biết cha đứa trẻ là ai. Báo cáo của Financial Times là mảnh ghép mới nhất trong bí ẩn xung quanh Tần, một phụ tá từng được tín nhiệm của nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình, người đã đột ngột bị cách chức ngoại trưởng vào tháng 7 sau khi biến mất khỏi tầm mắt công chúng trong một tháng. Bắc Kinh không đưa ra giải thích nào về việc Tần bị sa thải và liên tục né tránh các câu hỏi từ các nhà báo nước ngoài về số phận của ông tại các cuộc họp báo. Khi được hỏi về báo cáo mới nhất tại cuộc họp báo thường kỳ hôm thứ Tư, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết đây không phải là vấn đề ngoại giao. CNN đã liên hệ với Văn phòng Thông tin Quốc vụ Viện Trung Quốc, nơi xử lý các yêu cầu báo chí dành cho chính quyền Trung ương cũng như Đài Phượng Hoàng để xin bình luận. CNN đã không thể liên lạc được với Tần và Phó hay đại diện của họ. Phó đã ngừng đăng bài trên tài khoản mạng xã hội WeChat của mình vào tháng 5 sau khi từ Mỹ trở về Trung Quốc hồi tháng 4, hai nguồn tin thân cận với Phó nói với CNN. Ở Trung Quốc, không có gì lạ khi những nhân vật của công chúng từ quan chức, ông trùm kinh doanh đến người nổi tiếng biến mất hàng tuần hoặc thậm chí hàng tháng trong khi đang bị điều tra, trước khi xuất hiện bất kỳ tin tức nào về số phận của họ. Tuần trước, tờ Nhật báo Phố Huân đưa tin các quan chức Trung Quốc được thông báo rằng một cuộc điều tra nội bộ của Đảng Cộng sản cho thấy Tần có quan hệ tình cảm ngoài hôn nhân, dẫn đến việc sinh ra một đứa trẻ ở Mỹ khi đang làm đại sứ của Trung Quốc tại Washington. Theo Nhật báo Phố Huân, các quan chức Trung Quốc vào tháng trước đã được thông báo tóm tắt về cuộc điều tra đối với Tần và được cho biết lý do chính thức khiến Tần bị sa thải là do các vấn đề về lối sống, một thuật ngữ thường được dùng để chỉ hành vi sai trái về tình dục. Báo cáo không tiết lộ tên của người phụ nữ và đứa trẻ. Nhật báo Phố Huân cho biết một cuộc điều tra đang được tiến hành để xem liệu vụ việc bị cáo buộc và bất kỳ hành động nào khác của Tần có thể ảnh hưởng đến an ninh quốc gia của Trung Quốc hay không. Theo lý lịch của Tần trên các trang web chính phủ Trung Quốc, ông ta đã kết hôn và có một con trai. Yun Sun, giám đốc chương trình Trung Quốc tại Trung tâm Nghiên cứu Stimson ở Washington, cho biết ngoại tình không hiếm trong chính trường Trung Quốc, nhưng không có nhiều trường hợp các lãnh đạo cấp cao có con do các mối quan hệ như vậy. Sun lưu ý rằng nếu Tần bị cách chức vì mối quan hệ bị cáo buộc của ông, thì đây sẽ là trường hợp độc nhất, vì không có nhà lãnh đạo cấp quốc gia nào của Trung Quốc từng bị mất chức chỉ vì một vụ ngoại tình. Đó là lý do việc đồn đoán lan rộng và trở nên thú vị hơn nhiều, bà nói. Kết nối xuyên lục địa. Tin đồn về mối quan hệ tình cảm của Tần với Phó đã lan truyền trên các mạng xã hội, bị kiểm duyệt cắt gao của Trung Quốc trong nhiều tháng kể từ khi nhà ngoại giao cấp cao này lần đầu tiên biến mất khỏi tầm mắt công chúng hồi tháng 6. Phó nổi tiếng nhờ dẫn chương trình truyền hình, trò chuyện với các nhà lãnh đạo thế giới của Đài Phượng Hoàng, nơi cô phỏng vấn các chính trị gia và doanh nhân trên khắp thế giới, bao gồm cả Tần khi ông làm đại sứ Trung Quốc tại Washington. Một người thân cận với Phó nói với Financial Times rằng Phó gặp Tần ở London vào khoảng năm 2010 sau khi tốt nghiệp chương trình thạc sĩ tại Đại học Cambridge và bắt đầu công việc tại văn phòng Đài Phượng Hoàng ở London, trong khi Tần được bổ nhiệm sang Anh với tư cách đại biện lâm thời của Trung Quốc. Theo Financial Times, trích dẫn một số người thân cận với Phó, cặp đôi này bắt đầu mối quan hệ thân thiết hơn gần một thập niên sau đó tại Bắc Kinh. Vào khoảng thời gian Tần được bổ nhiệm làm ngoại trưởng, hồi tháng 12 năm ngoái, ông bắt đầu hạn chế liên lạc với Phó. Một người thân thiết với Phó cho biết điều đó đã khiến cô nói bóng gió về mối quan hệ của họ trên mạng xã hội. Sau sự biến mất của Tần, người dùng mạng xã hội Trung Quốc đã soi các bài đăng của Phó trên Weibo, một trang tiểu blog nổi tiếng, nơi cô có hơn 1 triệu người theo dõi. Hồi tháng 3, vào ngày Tần được bổ nhiệm làm ủy viên quốc vụ viên, một vai trò cấp cao trong chính phủ Trung Quốc, tại cuộc họp quốc hội thường niên của Trung Quốc, Phó đã đăng bức ảnh, lần đầu tiên hé lộ khuôn mặt của người con, cùng dòng bình luận, một cái kết thắng lợi. Trong một bài đăng trước đó cùng ngày, cô cho biết cha của đứa bé không phải là người Mỹ, và cô cùng con sẽ sớm trở về Trung Quốc. Lối sống xa hoa, khối tài sản có vẻ ấn tượng của Phó đã làm dấy lên nhiều đồn đoán. Trên Weibo, cô đăng những bức ảnh về chuyến đi bằng máy bay riêng và dinh thự sang trọng ở vùng ngoại ô ven biển giàu có ở California. Không rõ làm thế nào Phó, một người có sự nghiệp báo chí kéo dài một thập niên, lại có thể có được lối sống xa hoa như vậy. Một nguồn tin của CNN cho biết mẹ cô là giáo viên ở quê nhà Trùng Khánh, trong khi bố cô làm quản lý tại một cơ sở sản xuất. Theo hồ sơ công khai, nơi cư trú ven biển của Phó ở quận Cam, California,
được cho thuê với giá 55.000 đô la Mỹ mỗi tháng vào năm 2021. Theo bài đăng, nó có 8 phòng ngủ và 9 phòng tắm, cũng như một hồ bơi ngoài trời và bể sục. Sun từ trung tâm Stimson cho biết có những câu hỏi liên quan đến danh tính của cô ấy. Liệu một nhà báo có giàu có và có ảnh hưởng đến mức có được một cuộc sống như vậy hay không? Vào ngày sinh nhật của cô hồi năm 2017, Phó đã được trao tặng huân chương ngôi sao Ý tại Đại sứ quán Italia ở Bắc Kinh, theo báo cáo từ trang web của Đài Phượng Hoàng. Vào năm 2016, trường cũ của Phó, trường Sussin thuộc Đại học Cambridge, đã đặt tên một khu vườn theo tên Phó, sau khi cô quyên góp cho trường. Sau khi sự nghiệp thành công, Phó Hiểu Điền quyết định cống hiến cho trường cũ của mình, và cung cấp thêm cơ sở vật chất, cũng như hỗ trợ học tập cho các sinh viên trẻ. Thật đáng ngưỡng mộ khi sự quyên góp của Phó Hiểu Điền được thực hiện ngay sau khi cô tốt nghiệp, thông cáo báo chí năm 2016 của trường Sussin cho biết. Đáp lại yêu cầu cung cấp thông tin của CNN, trường Sussin từ chối tiết lộ số tiền quyên góp của Phó, nói rằng họ đã ký bản ghi nhớ với Phó hồi năm 2016 để giữ bí mật thông tin. Theo bản sao bản ghi nhớ mà trường chia sẻ với CNN, khoản quyên góp được thực hiện thành nhiều đợt trong vòng 5 năm. Trong thư gửi CNN, trường Sussin tuyên bố, chúng tôi quan tâm đến sức khỏe của cô ấy, và hy vọng cô ấy và con mình được an toàn và khỏe mạnh. Chuyến đi về nhà, lần cuối Phó đăng bài trên Weibo là vào rạng sáng ngày 11 tháng 4 theo giờ Bắc Kinh trên đường trở về Trung Quốc. Theo hồ sơ chuyến bay mà CNN thu thập được từ Cục Hàng không Liên bang, chiếc máy bay tư nhân Gulfstream J650 của Phó đã rời Los Angeles vào ngày 10 tháng 4, dừng lại khoảng 1 giờ để tiếp nhiên liệu tại sân bay quốc tế Anchorage ở Alaska, trước khi hạ cánh xuống Bắc Kinh vào ngày 11 tháng 4. Trong thời gian dừng chân ở Alaska, Phó hồi tưởng lại lần trước đó cô đi trên chính chiếc máy bay riêng đó, cách đó hơn một năm. Cô viết trên mạng xã hội Twitter rằng, máy bay hạ cánh vào một đêm xuân, nhiều mưa ở Washington DC, nơi hoa anh đào đang lặng lẽ nở. Trong chuyến đi tới Washington đó, Phó đã phỏng vấn Tần. Hồ sơ chuyến bay cho thấy vào ngày 18 tháng 3 năm 2022, chiếc máy bay dừng lại khoảng 1 giờ ở Miami, sau khi khởi hành từ Los Angeles và trước khi hạ cánh xuống Washington, một điểm dừng bất thường, đối với các chuyến bay thuê bao giữa hai thành phố. Phó viết trên Weibo rằng, chuyến đi đó là để thực hiện một cuộc phỏng vấn, và tôi không hề biết rằng, đây sẽ là lần xuất hiện cuối cùng của tôi, trên chương trình, trò chuyện với các nhà lãnh đạo thế giới. Sau một năm, tôi lại lên máy bay, cũng khởi hành từ Los Angeles, nhưng lần này với con trai tôi Erkin. Lần này, đích đến là, tiến về phía trước. Lần cuối cùng cô đăng bài trên WeChat, một ứng dụng mạng xã hội khác của Trung Quốc, là vào ngày 21 tháng 5. Theo nghiên cứu quốc tế, cảm ơn các bạn đã xem bản tin.